để xem bạn sẽ nhớ gì trong hộp trước này nha. Đâu, có cái gì không? Cái gì đó? Cái này là cái gì vậy? Cái gì nặng quá vậy? Giống hộp thuốc lá quá ha. À, không phải thuốc lá. Phấn à? Phấn bản. Tại sao người ta lại đưa cho Lưu Hoàng một hộp phấn bản ở trong hộp ký ức nhỉ? Gia đình Lưu là có truyền thống ba đời là giáo viên rồi. Cho nên ngày xưa là khi mà trước khi bước chân vào con đường âm nhạc đó là Lưu học đại học sư phạm. Chuyên ngành Pháp. Wow, Pháp văn. Vậy bạn có thể nói tiếng Pháp không? Bây giờ thì không nhớ, trời, bạn ngôn ngữ liền. Giới thiệu một chút thôi. Zimmerizon, bonjour, rồi cái gì nữa? Merci. Merci. Oui. Nhớ được mấy cái cơ bản. Dạ, mấy cái cơ bản thôi. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mình gọi là đấu tranh tuổi 20 đó. Là mình không biết phải mình ngồi ở cái ghế này để làm cái gì ta, mình ngồi ở vị trí này để làm cái gì ta, trong khi đầu mình cứ suy nghĩ về những cái định hướng khác. Xong rồi đợt đó là Lu đã gọi là lén ba mẹ lấy cái tiền học của mình á để tự làm một cái sản phẩm cho riêng mình, mà coi như là phi lợi nhuận, phi mục đích luôn, chỉ để làm cho sướng cái nghệ sĩ của mình thôi. Mình tự lên kịch bản, mình tự viết một bài hát, xong mình tự kiếm những người đạo diễn, những người anh em mà có khả năng có thể giúp đỡ mình trong thời điểm đó để lập thành một cái crew. Và vô tình cái bài hát đó ngày xưa là Lu đã mang lên Danh TV, xong rồi mọi người cũng gọi là ủng hộ và được phát trên cái gọi là sao mới hay là cái gì bài đó, bài rất gì? Là lâu rồi. Funky Flow by The Only Girl. Bạn có thể hát một đoạn cho Trinh gợi nhớ chứ, tại nhiều khi cái lúc đó mình cũng có để ý tới bài đó. You're the only girl I love, sẽ mãi mãi bên em chẳng rời xa. I can make you anywhere, dành cho em ngàn câu ca ngọt ngào. Tự sáng tác hả? Hay là cover? Không, tự sáng tác. Nó dễ thương quá vậy. Ngày xưa. Chắc là bài đó cũng rất là bắt tay và nhận được nhiều ủng hộ đấy đúng không? Thì đó, xong từ cái bài đó thì Lưu Hoàng mới có cơ duyên để gặp anh Olysi. Giống như một cái profile của mình vậy. Thì trước đó thì Lu đã gặp anh Karik trước. Dạ. Tại vì trong cái thời gian mà mình bỏ học á thì mình chỉ suốt ngày chơi game thôi, còn như là không có một cái mục đích gì hết. Cậu bé hư. Nhưng mà chơi game để cho giết thời gian. À vậy hả? Tại vì khi mình tìm được mục đích của mình rồi là mình off hẳn cái việc chơi game để mình theo đuổi cái mục đích đó. Và cái mục đích đó nó cũng đến một cách rất là vô tình. Tức là hồi xưa Lu chơi game thì cũng chơi khá là ổn. Ocean hay là bấm bùm. Game Liên Minh. À Liên Minh ạ. Dota. Thì vô tình là được anh Karik gọi là chơi hay quá, cái vô làm support cho ảnh. Xong bắt đầu anh em mới thân thiết với nhau. Thì lúc đó anh Karik với anh Olysi có cái dự án anh không đòi quà. Thì từ đó mình cũng lân la gọi là la liếm đó. La liếm đó. Thế mà gặp anh Si thì ban đầu gặp ổng thì mình cứ tưởng nó là Mr. Siro cơ. Sự nhầm lẫn tai hại. Mr. Siro nhạc cũng buồn hơn. Đúng rồi. Đó, xong bắt đầu mới wow, anh này có một cái khí chất rất là ghê đó nha. Có một cái gọi là gì đó mà mình cảm giác không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu, mình cần phải theo người này. Dạ. Yeah. Thì bằng những sự nỗ rồi lực bỏ viên phấn luôn. Ừ. Nếu như không phải là một Lưu Hoàng nổi tiếng với giọng ca nhẹ nhàng trầm lắng bây giờ thì anh ấy là một giáo viên Pháp văn. Oui. Và tiếng Pháp bây giờ có còn là một cái niềm đam mê hoặc là gợi lên cho Lưu một cái sự yêu thích không? Thực sự thì nó chưa phải là đam mê của Lu, cho nên là mình đã dễ dàng bỏ cuộc. Còn nếu như mà đã là đam mê của mình thì thực sự là khó bỏ lắm. Nhưng đó là tín hiệu đúng không? Một viên phấn. Một viên phấn. Là một tín hiệu để mà mình nhớ là bây giờ mình đi diễn vô trường học cũng thấy thích, thấy gần gũi chứ. Nó là cái cột mốc. Dạ. Cái cột mốc trong cuộc đời của mình, cột mốc về suy nghĩ. Nếu mà không thấy chán cái ngành học mình xong đi chơi game. Nếu không chơi game sẽ không gặp Karik đang bắn liên minh chung với mình. Đúng không? Thì đúng là một cái định mệnh, nó rẽ hướng nào cũng vậy. Cảm giác như là vô cùng đúng với cái câu gọi là nghề chọn người. Chưa bao giờ mình nghĩ một ngày mình sẽ là ca sĩ, chưa bao giờ. Hồi đó đi diễn bằng nghề chưa đạt giải nào hết hả? Có đạt giải. Vậy thì nhưng mình cũng không biết là mình có giọng hát hay chứ. Đúng, tức là mình biết khả năng của mình. Nhưng thực sự mà để làm một ca sĩ, tức là hồi xưa mình còn ước ao một ngày nào đó được làm một thành viên trong 365 chẳng hạn. Wow. Nhưng mà nhìn lại bản thân mình ngày xưa luôn rất là tự ti về ngoại hình. Mình cận tới 8-9 độ rồi. Bây giờ vẫn còn cận hay là đi mổ mắt rồi? Hết rồi, bây giờ thì hết rồi. Là đeo cái kính đi chơi rồi đúng không? Đẹp thôi. Là không có cái tròng hàng chi thấy nhìn nó trong suốt. Vậy là cái ký ức một là cái này.